Chào các bạn, hôm nay mình chạm tập số 7, hiển thị nội dung trên LCD theo yêu cầu đưa ra trên lớp. Yêu cầu đưa trên lớp là dùng LCD 20x4 để hiển thị 3 dòng. Dòng đầu là vi xử lý, dòng giữa, dòng thứ hai là tên của mình và dòng thứ ba là đếm giờ phút giây. Dùng hai thư viện TV LCD.C đã có trong giáo trình và thư viện LCD.C của phần mềm BICC. Mình sẽ đi trước vào phần mềm TV LCD.C. Đầu tiên là mình kiểm tra cái chân và để mình định nghĩa nó. Thì chân RS mình đưa vào E0, RW E1 và chân E mình đưa vào E2. Cái output data của LCD mình đưa vào bọc D. Rồi, cái này mình khởi tạo, cài đặt cái LCD. Này các bạn sẽ đọc, phải đọc giáo trình để có thể hiểu. Thì ở đây các DL, NMG nè. Đây, function set mình đặt đúng tên này. Cái này là cái biến, mình có thể thay đổi được để mình cài đặt theo cái quy ước. Thì DL ở đây là mình cài đặt cái độ rộng của biến là 8 bit hay là 4 bit. N là cài đặt chạy bao nhiêu hàng. Thì ở đây mình đẩy hai này lên mức 1, hai cái này mình không sử dụng nên mình sẽ không giải thích. Mình sẽ có được nguyên cái chuỗi này đếm từ đây là 0x38. Rồi, delay control. Đây là control ở đây. Nó có ba biến là D, C và B. Thì biến D á có nghĩa là mình cho phép hiển thị. Biến C là mình bật tắt con trỏ và biến D mình cho phép con trỏ nhấp nháy hay không. Ở đây mình không cho phép con trỏ nhấp nháy. Mình bật hai cái này lên. Mình sẽ có được 0x0e. Clear display là phần mềm nó cái chương trình nó chốt luôn rồi. Mình không có biến để chỉnh sửa. Còn NGMO á, ở đây ID thì khi mình bật ID là 1 á, là khi mỗi bit nhập vào á, nó con trỏ sẽ tự dịch 1 bit. Còn nếu mình để không á thì bit nhập vào con trỏ nó sẽ đứng im, chân X mình không sử dụng. Đó, 0x06. Shift left shift right là cho phép dịch trái hoặc dịch phải. Thì ở đây á, SC mình giữ 1 và RL ở đây á, thì nếu mình để mức 0 á sẽ là dịch trái và để mức 1 sẽ là dịch phải. Đây mà mình sẽ có hai cái dòng tương tự. Hai dòng này nó không có được tận dụng ở, mình không có tận dụng ở trong cái bài này nên là mình sẽ không giải thích thêm. Cái lệnh này á là có thể hiểu là chọn cái vị trí để nhập dữ liệu, và lệnh này là chọn dữ liệu để mình nhập vào. LCD setup là mình khởi tạo cái LCD. Đây là phần cốt chính. Đầu tiên là vào phần khai báo như bình thường, mình sử dụng, mình lau cái thư viện ra mình sử dụng. Khai báo ba biến là HMS là tương đương với giờ phút giây á. Mình bật ra bọc đề bằng 0, như đây bọc đề bằng 0. Mình cho lệnh khởi tạo cái LCD cài đặt. Ở đây á, cái này là địa chỉ của cái vị trí trong LCD. Cái này vẫn phải kiểm tra trình. Đây. 0x84 thì có nghĩa là vị trí thứ 5 của dòng thứ nhất. Rồi, mình cho nhập vào chữ vi xử lý. Ở dưới đây là 0x4 nghĩa là dòng thứ hai nhưng mà vị trí thứ 5. Mình nhập tên của mình vào là mình xong hai dòng. Dòng này mình cho for chồng chạy giờ phút giây từ 0 tới 60. Thì 0x98 này á, là ở đầu ở trong giáo trình á, là nó đang giải thích cho LCD 16x2. Mình sử dụng LCD 20x4 nữa nên á, vậy giờ hiểu á, hàng đầu á nó sẽ là từ 80, nó đếm tới 20 phần tử, nó sẽ dòng 1, và từ phần tử 21 trở đi nó sẽ là dòng thứ 3. Nhìn dưới này C cũng vậy á, thì C0 đếm 20 phần tử là dòng 2, và từ phần tử 21 trở đi là dòng thứ 3. Thì mình cứ đếm lên thôi. Thì 0x98 đây á là vị trí thứ 5 của dòng thứ 3. Mình đưa cái biến dự kiện này vào. Mình cho 0x30 là để nó biến thành biến mã BCD để có thể xuất ra màn hình. Mình đã cài đặt á là con trỏ nó tự dịch sau mỗi bit nhập vào á, nên là mình không cần lo, mình chỉ cần đặt con trỏ ở đâu thôi. Mình nhập giờ chục, giờ đơn vị, hai chấm ngăn cách, rồi chục đơn vị, hai chấm ngăn cách, rồi chục đơn vị. Đó, mình cho delay mình cho chạy nhanh vì thời gian có hạn thôi. Đây là cái phần code bên TV LCD.C. Thế thì mình đi vào LCD.C, cái có sẵn của phần mềm. Các bạn có thể tìm nó ở cái phần ở trong ổ C đâu đó, trong phần cái chỗ mà cái chương trình đó cài đặt vào. Ở đây á, mình bắt đầu cũng như bên kia là mình đầu tiên mình đi vào việc khai báo. Mình định nghĩa cái chân ở bên này thì enable bin này á, mình chỉ khác cái tên thôi. Xét sự bên đây á, nó là cái chân E nè,
năm cái gì hết á. Để vào chân E2, rồi S mình để chân E0, rồi đúp mình đưa vào E1. Dùng 4 đường data của LCD đẩy vào 4 chân của bọc đề, và mình đưa cái thư viện nó vào LCD.C, đưa thư viện nó vào. Khai báo 4 biến là IHMS, cái này giờ phút giây nè. Y là để cho chạy mấy cái for thôi. Mình khai báo luôn cái chuỗi tên mình. Cái chuỗi này á là mình đã sẵn hai dấu chấm, mình chừa khoảng trống ra để nhét giờ phút giây vào. Rồi cái này mình chuỗi là của chữ vi xử lý. Đây mình ở đây mình khởi tạo LCD init, là đưa cái mình cũng kiểu thiết lập cái LCD go to. Ở đây mình đưa cái tọa độ nó vào, bên kia mình đưa địa chỉ, bên này mình đưa tọa độ. Mà tọa độ ở đây nó có một cái khác á, là cái số này á, số 1 này á là biểu thị cho dòng 1 hoặc là dòng 3, số 2 sẽ là biểu thị cho dòng 2 hoặc dòng 4, số 5 sẽ là cái vị trí trên cái dòng đó. Thì một LCD á nó chỉ có 20 cột thôi, là nó chạy từ số 1 cho tới số 20. Thì nếu mà là dòng đầu, mà nếu nó chạy từ số 21 tới số 40 á, nó sẽ là dòng thứ 3. Số 1 này vẫn giữ nha. Đây là vị trí thứ 5 của dòng thứ nhất. Mình cho for chạy từ 0 tới 8. Mình cho hiển thị cái chữ vi xử lý có 8 phần tử này, chạy từ 0 đến 8, mình cho nó chạy từng chữ ra. Ở đây 52 là vị trí thứ 5 hàng số 2. Đó thì cho chạy từ 0 tới 11 là cái chuỗi tên mình, 11 phần tử. Nè. Rồi. Mình cũng cho nó xuất ra. LCD Proxy á là mình là cái lệnh cho nó xuất cái dữ liệu ra. LCD GoTo ở đây. Đây, ở đây nè. Cái số này nó lớn hơn 25 thì nó sẽ nên nằm dòng thứ 3. À, nó lớn hơn 20 là nó nằm ở dòng thứ 3. Thì 251 này là vị trí thứ 5 của dòng thứ 3. Rồi, mình cho mình đẩy cái chuỗi mà chừa chỗ đồng hồ ra trước á, 2.2 để sẵn á. Rồi mình đưa pho chồng. Rồi, mình đẩy giờ phút giây à. Vị trí cuối cùng á ở đây. 311 á là cái vị trí nằm dưới tốt dưới cuối nè. Ở dưới đây. Mình đưa dữ liệu dây vào. Mình đưa dữ liệu dây vào. Lệnh xuất ra. 28 là nằm giữa này. Mình đưa phút và 25 là ở đầu luôn. Mình đưa giờ vô. Rồi, mình cho nó delay 50 nhanh giống bên kia. Rồi, đó là phần mềm và đây là phần cứng của mình. Để mình kiểm tra. Hiện giờ nó đang nạp cái dữ liệu của ECD.C. Rồi. Cái chân mình cài đặt vào. Đây rồi S rồi E. Mình nối giống như theo khai báo trong phần mềm. Và bọc đề vào chân data của ECD. Và đây. Chữ vi xử lý, chữ lên khôi chạy ra và đếm giờ phút giây. Ở đây mình đặt thời gian nhanh á là vì thời gian có hạn. Rồi. Đó là phần mềm sử dụng thư viện ECD.C. Ngừng lại. Mình sẽ chuyển qua thư viện phần mềm sử dụng thư viện TV ECD.C. Rồi mình cho nó chạy. Cũng vậy, nó hiện ra chữ vi xử lý lên khôi và đếm giờ phút giây. Rồi, đó là toàn bộ phần cứng và phần mềm của mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.